rapper sing-along. You need to know that I'm a writer. Tonight we gonna set the streets on fire. All I need is a gas and a lighter. Okay. Hello chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với Wanda Gaming. Trong một phần chơi mới mang tên Sword Art Online Integral Factor. Hay nha. Đây là một tựa game ra mắt cũng được một khoảng thời gian. Và tựa game này ở trên điện thoại mô phỏng lại thế giới Sword Art Online. Nó gọi là một cái tựa game chưa gọi là hoàn chỉnh, tại vì hiện tại nó chỉ mới tới tầng 14 thôi. Và những tựa game khác ở trên hệ PC hoặc là PS nó đã có hẳn 100 tầng như những game Sword Online khác của Bandai Namco. Thì game này cũng là của Bandai Namco đó, nhưng mà nó trên điện thoại và nó vẫn chưa xong. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều thứ hay để chúng ta khám phá. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nào. Vô. Sao? Giống xóa online nha. Phê không? Thế đã à. Mình chơi game này cũng được khoảng hơn năm mấy. Nhạc chính của mình cũng đã có những cái thành tựu nhất định rồi. Thì mình thấy ở những cái group cộng đồng Sword Art Online Việt Nam hiện tại cũng có rất là nhiều newbie và chưa biết chơi game này thế nào, có nhiều thứ rất là thắc mắc muốn hỏi. Thì mình cũng làm một cái video dự tính và bây giờ mới làm đây. Đây thì nếu có gì cần hỏi các bạn thì cứ để ở dưới comment. Một là mình sẽ trả lời trực tiếp, hai là mình sẽ làm một cái video. Đấy, chúng ta cũng bắt đầu tạo nhân vật. Giới tính chúng ta là nam. Confirm nam. Giọng. Số 1 vẫn được. Tóc. Mình thì không muốn custom nhiều, mình thấy để vậy luôn cũng được rồi. Uầy, tóc đẹp nha. Tóc có vẻ ok nha. Các mẫu tóc nữa nè. Ây. Saitama. Ây. Ngon. Mà không, mình sẽ để tóc bình thường vậy. Mình thật sự không muốn thay đổi gì nhiều. Da cho nó giống với màu da mình xíu nè. Tối xíu cho nó giống. Rồi, cái này được rồi, cứ vậy đi. Ok luôn. Chỗ sau mình cũng có thể đổi được mà. Đổi, muốn đổi lúc nào đổi cũng được. Thường mọi người đều biết là cái phần đặt tên với phần tạo nhân vật là phần khó nhất game. Đấy, vấn đề nó nằm ở phần đặt tên. Ok phải, chúng ta sẽ đặt một cái tên. Ok, trùng không? Ừ, hình quá không trùng. Hay lắm. Ok, chúng ta sẽ vào game. Chờ nó load nè. Game này cũng có những cái sự kiện, cũng có rất là nhiều người chơi chung với chúng ta, nên là khỏi lo cô đơn nha các bạn. Cũng có rất là nhiều guild Việt Nam. Đấy, nên là khỏi lo việc cô đơn. Cộng đồng fanpage ở trên Facebook cũng có vài ngàn người. Nó là game đông đúc lắm. Mặc dù game rất ít người nhưng game rất đông đúc. Thật. Mà sao nó load lâu quá vậy? Load cực kỳ lâu luôn. Nhớ hồi đó load nhanh lắm mà ta. Game này các bạn có thể tải ở trên APK Pure Tutu App hay là Mirror cái gì đấy. Nó là trên Android, còn iOS thì mình không biết, do mình không dùng iOS, mình dùng Android. Đấy, tải miễn phí nha các bạn. Ở trên CH Play không tải được đâu. Vô game nè. Quên là cái mình sẽ phải dịch. Mình sẽ cố gắng hết sức. Với cái trình tiếng Anh mà gần như là trung bình của mình thì mình sẽ cố gắng hết sức để mình dịch cho các bạn nghe thuận tai nhất có thể. Ok. Hôm nay là ngày cuối cùng của cái bản thử nghiệm rồi. Nhưng mà hiện tại mình vẫn đang ở đây. Chào. Bạn có một phút cho tôi xin một phút trò chuyện một xíu. Ây, cố gắng dịch tiếng Anh này hơi căng nha. Mẹo, di chuyển. Cái này mình biết hết rồi. Bên trái sẽ là cần di chuyển, bên phải là skill. Đánh tới gần thì sẽ là nói chuyện. Đây là dash. Đó. Talk đến gần nó sẽ từ cái nút đánh nó sẽ chuyển thành nút nói chuyện. Thông tin. Choose the name of the girl who joined. Oh. Tên của
Koharu. Koharu sẽ là cái người đi cùng bạn xuyên suốt luôn, không bao giờ rời bỏ bạn đâu, không như người yêu cũ. Koharu không giống người yêu cũ của bạn, cô sẽ luôn luôn ở bên bạn, chỉ rời bạn đi khi bạn lập bạc ti thôi. Đấy, chúng ta chọn tên Koharu, mình sẽ để luôn là Koharu. Koharu ghi thế nào nha, mình cũng muốn ghi thử cái chữ Koharu. À, chào bạn, mình là Koharu. Chào cậu, tớ là Koharu. Introduce yourself, tự giới thiệu bản thân. À, one tea. Thật sự rất là ngại khi nói vấn đề này, khi mà thật sự thì mình rất là tệ ở game này. Thật sự tệ luôn đấy. Nên là cái game MMO là gì ta? Massive Multiplayer Online thực tế ảo. Một cái game thực tế ảo, MMO thực tế ảo đầu tiên mà mình chơi, mà tớ chơi. Make sure to look up some stuff online starting. Tớ đã tra khảo một số thông tin ở trên mạng trước khi bắt đầu, nhưng mà nó ở vào trong này rất là khác, thực hành nó rất là khác với lý thuyết ấy, cậu hiểu không? Tớ thậm chí còn không thể đánh cái gì nhỉ? Đánh thường được ấy. Speed to run anyway. Tớ thậm chí còn không thể đánh thường, nên là việc không chắc này đúng hay không thì việc lên cấp cũng khá là khó khăn. Đấy, mình dịch đầy thôi, dịch tạm. Tất cả mọi người xung quanh thì đều ngày càng mạnh hơn, mà tớ thì không thể nào theo kịp họ. Tớ cũng đã có một số cái kỹ năng, một số cái kinh nghiệm rồi, nhưng mà nên là tớ muốn ây da, thông báo bỏ qua nó đi nha, cái thông báo đó không, nên là tớ muốn chơi thêm nữa, nhưng mà hôm nay đã là ngày cuối rồi, nên là tớ đã đến tận nơi này, nhưng mà tớ nghĩ là tớ lạc rồi. Cậu ổn không? Rambling thì mình không biết từ này, nhưng mà hiện tại tớ đang vô vọng rồi. Tớ biết hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng mà tớ không muốn kết thúc như thế này đâu. Cậu nghĩ con hả? Cậu có thể dạy cho tớ chiến đấu được không? Tớ sẽ dạy cho cậu. Cảm ơn cậu. Bắt đầu nè. Dịch cực khổ nha. Mỗi lần chơi dịch cái này cũng phải căng lắm luôn á. Tiếng Anh mình trung bình mà các bạn. Rồi, việc đánh đấm thôi mình sẽ giải thích luôn. Đó, di chuyển nè, dash nè, đánh thường nè, skill nè. Ở góc trái trên màn hình của các bạn chính là thanh HP của chúng ta, thanh SP có nghĩa là năng lượng để dùng skill. Ở trên đó chính là level, bên trái nó chính là tên của chúng ta. Bạn nhìn qua bên góc bên phải phía dưới màn hình, ngay chỗ đang thu lại đó, nhìn thấy cái skill đỏ đỏ số 10 ở phía trên đó. Số 10 đó chính là SP. Mỗi lần dùng mình sẽ tốn 10 SP. Đó. Những skill khác cao nó sẽ tốn nhiều SP hơn, nên là chúng ta sẽ phải tìm cách sử dụng làm sao để mà sử dụng tốt được cái lượng SP đó, và SP nó sẽ hồi lại sau khoảng thời gian, hồi rất là nhanh thôi. Này, vô đánh. Bụp. Đó skill của clan nó hiện hình lên thôi. Mình cũng không thực sự nghĩ đó là skill của clan đâu ha. Hay là cái đó, có khi nó là cái skill lúc đầu anime đấy. Mình không để ý lắm. Ôi, tuyệt vời. Tớ đã chưa từng được chiến đấu như thế này trước đây, bây giờ chưa bao giờ hết. Thật là tuyệt quá, cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu. Này, Bounty, nếu cậu không phiền thì chúng ta có thể làm bạn được không? Cậu thể là bạn gái tớ luôn cũng được, tớ vả lắm rồi. Hả? Quái khác nữa hả? Thật xáo. Chúng ta bị bao vây rồi. Chúng ta đã làm gì với cái số lượng này? Ấy, lùa lại. Ý, Kirito anh men xuất hiện. Đấy. Rồi men của chúng ta. Ôi, anh ấy mạnh thế nha. Vào những khung giờ đặc biệt sẽ có những con quái cấp cao xuất hiện ở đây. Nếu như mà cậu đi xung quanh
crying. Trying to cry là sao? You should probably find a place more. Cậu nên tìm một cái khu vực nào đó phù hợp với cái cấp độ của cậu. Cảm ơn cậu. Cậu thực sự giúp bọn tớ rồi đấy. À không sao, chỉ là đi ngang qua thôi mà. Now then. Chờ tí. Ít nhất thì cũng cho tớ biết tên cậu đi. Hả? Tớ là Koharu và đây là Wanti. Chưa từng nghe luôn. Chưa từng. Tớ không thể tưởng tượng là sẽ có một người gọi là nói việc này luôn. Mà dù đây chỉ là nói tên thật ở ngoài đời, mặc dù đây chỉ là một cái tựa game thực tế ảo. Sao cũng được. Tớ là Kirito. Rất là vui được gặp các bạn, các cậu. Kirihara Kayuto. Kirito, cảm ơn cậu. Cảm ơn. Không sao. Tận hưởng ngày cuối cùng đi nha. Ui, cố gắng dịch này lắm á. Hey, cái anh chàng này rất là mạnh và cũng rất là cool ngầu. Phải không? Hey, nếu mà tớ cố gắng thêm nữa thì cậu nghĩ là tớ có thể trở thành như vậy được không? Tất nhiên rồi. Ừ. Mọi người đều phải bắt đầu đúng không? Nó sẽ thử lại lần nữa khi mà game cho ra full. Tớ hy vọng là cậu có thể chơi cùng với tớ sau này nữa Quanti nhé. Tớ muốn cho cậu thấy là tớ khỏe hơn thế nào, tớ mạnh hơn thế nào luôn. Ừ. Let's meet again. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Có vẻ hay. Ấy. Rồi, hết giờ. Log out nè các bạn ơi. Thông báo. Chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình thử nghiệm của Sword Art Online, bản thử nghiệm cuối cùng. 5 giờ chiều ngày hôm nay là đánh dấu kết thúc của phiên bản thử nghiệm. At the end of this beta. At the end of this beta là sau khi bản thử nghiệm này kết thúc, tất cả những dữ liệu của người dùng sẽ được đặt lại. Close beta hả? À đúng rồi, đây là close beta mà, 1000 người close beta mà. Chúng tôi rất hy vọng các bạn có thể tham gia lại trò chơi này một khoảng thời gian. Chúng tôi rất hy vọng các bạn có thể tham gia lại trò chơi khi mà nó được hoàn thiện. Hết giờ rồi. Tớ rất vui vì được gặp cậu trước khi trò chơi này kết thúc nha, Quanti. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đấy. Trời ơi. Chỗ này chắc tiếng Anh mình là được 6 điểm, không còn 5 điểm nữa. Gần quá. Có nghĩa sao hôm nay mình là dịch trôi chảy vậy luôn á. Hay thật. Rất là lâu rồi mình mới cố gắng dịch nhiều như vậy. Trong lớp mình không dịch nhiều đâu. Mình thường né lắm rồi. Kiểu cô ơi đừng phải dịch cô ơi. Đây. Cho các bạn khác dịch đi cô ơi. Mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào game nè. Nó sẽ còn hội thoại rất nhiều nữa. Nên là tập đầu tiên chúng ta chỉ toàn là hội thoại thôi. Thế là giới thiệu là tập số 0. Chúng ta chưa chơi đâu. Chào mừng đến với Sword Art Online. Cái gì đó. Quảng trường. Cái quảng trường ở tầng 1 nè các bạn. Có ai còn nhớ quảng trường tầng 1 này không? Không biết là cô Haru có tham gia không nữa. Không hề thấy bất kỳ cái dấu hiệu nào luôn. Ui. Xin lỗi. Anh có sao không? Không sao. Lỗi tôi. Không sao. Anh không có bị gì hết mà. Mà anh bị sao vậy? Đầu óc đi chợ rồi hả? Tôi đang tìm người. Lạc bạn rồi hả? Thì thôi để tôi giúp anh. Tôi tên là Clan. Hân hạnh được gặp. You got your power resistor to your friend list no? Anh có kết bạn với bạn của anh trong cái danh sách bạn chưa? Chưa luôn hả? Vậy thì chắc là phải tới cái cổng dịch chuyển á, anh tìm.
mọi người thường hay tụ tập ở đó lắm. Có khi anh không biết bạn anh đang chờ ngay chỗ đó luôn á. Ok, cảm ơn anh nhé. Rồi tôi cũng đang chờ bạn tôi mà. Bet you can wait to meet up with em and share this. Dịch sao nha. Cá là anh cũng gọi là rất háo hức để mà tận hưởng trò chơi này với những người bạn của anh đúng không? Tôi cũng vậy mà. IRL nữa, họ bỏ qua đoạn này đi. Sẽ tốn khoảng thời gian trước khi họ tụ tập lại ở cái cổng di chuyển, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ cày cấp, cày một hoặc hai cấp nữa là để gọi là, ê, bố mày là cái thằng cao cấp nhất ở đây, bố mày sẽ là thằng dẫn đầu, ok. Thì sao thì hy vọng là anh tìm được các bạn của anh nha. Nhập tâm thế thôi, nhập tâm thế luôn còn gì, đúng không? Hay vậy thôi. Rồi, di chuyển qua lại control, di chuyển màn hình nhìn xung quanh đó, các bạn thấy không? Tìm ở ngay trước đó đó, thấy không? Đó, nó phải zoom lên để thấy mặt đẹp trai của mình nè. Đẹp trai không? Mình thì thường để zoom thế này cho nó dễ nhìn, cho nó rộng rãi. Nó đi lòng vòng thế này. Máu mình hiện tại 1093, khá là ổn. Đây là nguyên bộ combo nè, đó, bốn đường gì em, 1 2 3 4, đúng rồi, 4 đường chém. Và đây là short skill của clan bùm slan. Một short skill rất là đơn giản nên ta có dash chạy qua chạy lại ở đây. Rồi vô tìm cô Haru nè, nói là tìm chứ thực chất thấy mẹ luôn rồi còn gì tìm nữa đâu. What happened to bỏ qua đi, có Haru. Biết mà, đấy tôi biết cậu mà. Tớ dùng cái avatar cũ, tớ dùng lại cái avatar mà tớ dùng hồi thử nghiệm để cậu có thể nhìn ra được tớ đấy. Tớ vui lắm ấy, tớ vui lắm, tớ không nghĩ là tớ hay tìm được cậu nhanh như vậy đâu. Rất vui khi được gặp lại cậu nhé. Ok thì bây giờ hay lắm cô Haru. Cậu có nghĩa là cậu hay cậu dạy lại tớ cách chiến đấu nữa không? Cũng đã một khoảng thời gian rồi nên là tớ không còn quen tay nữa. Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu. Những con quái bên ngoài có vẻ khá là mạnh đúng không? Tớ muốn thử một cái gì đó mới mẻ thì chắc ra ra ngay chỗ Origin Plains nha. Ok qua ra luôn, đánh mấy con heo cũng giống con heo hồi beta test thôi chứ khác nhau đâu, cũng là con heo hồi beta test y vậy luôn. Con heo đó nó bị nerf máu xuống hay sao á. Rồi ok đi, đây là bản đồ góc bên phải của chúng ta. Mở lên, bạn thấy mấy đường xanh xanh đỏ đỏ chấm 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 không? Mấy cái cục xanh xanh đỏ đỏ đó, xanh nó chính là đường các bạn có thể đi qua, thì sau này nó sẽ mở xanh hết cho các bạn luôn, không đỏ đâu, tại bây giờ mới vô tutorial nó vậy đó. Khi bạn đến được những cái cục xanh thế này nè, đó bạn thấy không, xanh xanh đường xanh này nè, khi các bạn chạm vào những cái cục xanh này bạn sẽ được teleport qua một khu vực khác đó, khu vực đỏ cũng vậy, nó cũng là những khu vực khác thôi, đi qua khu vực khác. Origin Plains đi. Tập này nó phải khá là dài rồi, mình cũng không có ý định edit cái này luôn hay sao đó. Chúng phải edit thôi, mặc dù nó dài nhưng mà phải edit thôi. Ôi, bao lâu ta, nửa tiếng chưa nhỉ? Máy đã yếu rồi, edit cái này nghe có vẻ cực lắm luôn á. Thôi không sao, được mà, đi hết nè, nhanh gọn. Chúng ta xong cái tutorial này cho xong đi, để mình còn edit, mình còn này nọ các kiểu, clip này dài quá rồi. Vào nào, nhìn con xanh con mắt nha, đẹp ghê.
Tao đánh hụt không vậy? Tao nghĩ là tao phải đánh như vậy là đúng rồi chứ. Này, cô em làm còn không bằng tôi nữa. Anh trai tìm được bạn rồi hả? Hay nhỉ. You lot. Hai người chắc cũng nên tham gia một cái gọi là lớp dạy võ của Kirito á. Cậu này dạy hay lắm đó. Ai nói rằng ha, ông có thể mời thêm người khác vô vậy hả? À, sao đâu. Đông, càng đông càng vui mà, đúng không? Hai người có thật sự cần tôi dạy không? Hai người chơi bản beta rồi mà. Hả? I can tell by the way you use your weapon. Not that you use it well. Tôi có thể đoán được bằng cách hai người sử dụng vũ khí. Không phải là dùng hay lắm đâu. Không biết dịch câu cuối thế nào đâu. Đúng. Tôi đã dùng được cái này ở bản beta rồi. Nhưng mà bây giờ toàn đánh hụt không à. Có khi các bạn đã dùng sai tư thế tấn công rồi. Hãy thử mà đừng có đặt lực nhiều quá và tận dụng cái sự hỗ trợ của hệ thống. Rồi. Thì thay đổi vũ khí là đổi luôn cả cách di chuyển hả? Thử cái. Thử nè. Trong game này có mấy loại vũ khí đó mình cũng chả nhớ nữa. Soft skill. Cái skill của bạn đây. Soft skill càng mạnh càng dễ hạ quái. Đó, mình đã nói với bạn SD đó. Game cái soft skill cũng có cooldown nữa nha. Normal attack close enough. Ok. Phải đến gần để thấy được cái tên của nó. Frenzy board. Và bạn sẽ thấy ở trên nó, cái ở giữa màn hình là tên Frenzy board ha. Ở trên nó sẽ có là weak, nghĩa là điểm yếu của nó sẽ yếu với hệ gì, như là lửa với nước mạnh hơn lửa, lửa yếu với nước vậy đó, giống vậy. Thì con này nó yếu với các skill thể loại chém sẽ gây sát thương nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy ở trên số điểm hit nó sẽ để chữ weakness, nó vậy đó. Còn nếu mà yếu về hệ, yếu về cái vũ khí rồi, còn yếu về hệ của cái vũ khí thì nó sẽ để cái chữ weak ở cái chỗ khác. Hai cái đó mình biết mà, mình đã thử sử dụng rồi. Switch là các bạn có nghe Asuna với Kirito thường hay nói switch đấy, thì này cũng có switch, có nghĩa là các bạn đầy thanh này rồi, switch nó sẽ là một cái gọi là mạnh hơn, một phiên bản mạnh hơn của skill bạn để trong ô switch. Cái ô switch là cái ô skill đầu tiên các bạn để vô, thì switch nó sẽ cho bạn một cái skill mạnh hơn đó nữa. Ok, vô đánh nhiều nó sẽ đầy thanh switch rồi. Switch có thể chơi được nhiều người nữa đó. Đánh nhiều nó sẽ đầy thanh switch lên thì bạn sẽ đánh. Rồi khi mà bạn chơi với party đồ á thì nó sẽ có switch với nhau. Switch mỗi lần switch nó sẽ tăng lượng sát thương cộng thêm lên 100%, 110%, 120% gì đó. Nó sẽ cộng đam dần lên. Ghê lắm. Chen đó, đánh hay chen đó. Ok, xong. Đánh nè, bập lên switch. Đó, switch rồi nó sẽ tự động nhảy ra sao. Hay lắm. Con này nó không yếu với skill chém mà nó yếu với skill plunge. Thì con đó chúng ta sẽ đề cập tới nó sau khi mà chúng ta ram cái tầng 1. Thế mình thấy tầng 1 là cái tầng rộng nhất luôn á. Nó rộng nhất của cái khu vực, của cái toàn bộ cái game này luôn. Cho tới hiện tại là tầng 14 thì tầng 1 vẫn là tầng rộng nhất. Switch này đổi vũ khí mặc định nó sẽ cho chúng ta đổi qua giáo, thương giáo gì đó mình chả biết này gọi là cái gì, tại mình không có kiến thức về vũ khí đâu. Nó sẽ thuộc cái thể loại gọi là đâm chọt, các bạn thấy không, trên cái soft skill nó có để đâm chọt rồi đó. Đó, skill đâm chọt, skill đập, skill chém.
Nó có ba thể loại đó. Nó không, vũ khí chứ, nhầm. Ê, nãy giờ nói nhầm rồi. À, tớ hiểu rồi. Ừ, đấy. Thôi Kirito dạy giỏi thế luôn. À, Kirito giỏi dạy hay lắm à. Ừ. Đâu có mẹo gì đâu, chỉ là luyện tập và lặp lại cái thế mà thôi. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Đấy, phải có tinh thần như vậy chứ. Ok, luyện tập thêm nè. À, đừng có mà cố quá, coi chừng quá cố nha mấy ông. Đấy, đó là tutorial hướng dẫn cơ bản của chúng ta. Và chúng ta sẽ còn đánh nữa, hướng dẫn nữa. Ok, đánh tiếp. Mấy cái này mình sẽ đề cập tới nó sau khi mà mỗi lần mình đụng tới nó. Talk over to Kirito. Nói chuyện Kirito nè. Mình đang cố gắng rush nhanh cái này cho xong đi. Tại vì nó nặng lắm rồi. Edit cái này lâu lắm. À rồi ok. Tôi không muốn bị tụt lại phía sau đâu. À, cố gắng hết sức như chưa từng được cố gắng. Nhưng mà đói rồi. Cố gắng thì cố chứ mà đói rồi. À, tôi cũng đã đặt trước một cái pizza rồi. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu vô tình tiết rồi nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị vô Kayaba Kihiko, bắt đầu lôi mấy cái đống này vô game luôn nè. Rồi, ốp nhanh mấy không? Ừ, Kirito, cảm ơn nha. Các bạn nữa. Hẹn gặp lại nha. Ok, chào. Chúng ta sẽ còn tham gia với bọn tôi sau nhé. Rồi, đó, đó. Hả? Cái gì vậy? Cái nút thoát đâu? Có vẻ như nó không còn ở trong menu nữa. Trên cái terminal của Banty cũng không có luôn. Có vẻ là game mới được ra mắt hôm nay nên là nó còn lỗi mà. Chắc là mấy ông lập trình đang sửa nó, mình từ từ đi, mấy ông admin nữa đang sửa mà. Có thật sự ổn không đó hả? Cái pizza đang đợi không đó, nó sẽ bị lạnh đó. Ừ cũng đúng, cái pizza mà nó bị nguội nó còn tệ hơn cả là cái kem mà nó bị chảy ra nữa. Nó có cái menu là cách duy nhất để mà thoát luôn hả? Còn cách nào nữa không? Không có một cách nào hết luôn á. Không thoát được luôn. Dịch bắt đầu thấy rối rồi nha. Vậy là mình phải chờ mấy cái ông sửa lại cái lỗi này, hay là chờ ai ở ngoài đó lôi cái nerf gear ra khỏi đầu mình luôn hả? Phải không? Đó không phải con lỗi bình thường đâu. Một cái game mà không thể thoát được, cái lỗi cực kỳ lớn luôn á. Lỗi cực kỳ lớn cho cả một cái team lập trình cũng như là cái game này luôn. Điểm trừ rất lớn. Thật chứ thì nó một điểm cộng rất lớn để tạo một cái anime đột phá cực kỳ, một cái hit siêu phẩm. À, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào. Có cái gì đó nó không ổn lắm phải ạ. Có khi là nhiều report quá rồi, không kiểm soát nổi không? Không này không biết dịch bút, chả biết dịch thế nào nữa. Rồi chuẩn bị lôi về nè. Ớ, gì á? Đó, một thanh niên bị lôi về. Cái gì vậy? Lôi hết về trung tâm. Bùm. À, cái này là cái quảng trường cổng dịch chuyển mà. Ui, ở đây có tất cả mọi người luôn nè. Có vẻ như là tất cả mọi người trong game đều ở đây luôn hả? Rồi, đỏ. Ten Kayaba Akihiko.
Xin chào những người chơi, chào mừng đến với thế giới của tôi. Tôi là Kayaba Akihiko, là người hiện tại đang nắm giữ quyền điều hành của thế giới này. Kayaba là cái là một trong những người mà lập trình ra game này đúng không? Nên có khi đang là một cái thông báo nào không? Ờ, có khi á. Cái ông này thường cũng không có gặp truyền thông nhiều. Ok. Đó, nhưng mà bây giờ ông xuất hiện rồi đó. Ông chưa từng như ông chưa từng gọi là cư xử như là một cái GM, Game Master. Các bạn biết GM không? GM á. Mấy ông mà quản trị. Cho tới ngày hôm nay luôn. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tôi nghĩ là chắc là các bạn đã để ý rằng cái nút thoát game không còn hiện diện ở trên thế giới này nữa. Nhưng đây không phải là lỗi. Thực sự thì trong thực tế đây chính là cách mà Sword Art Online vẽ kiếm trên mạng đã được lập trình. Không một ai trong các bạn có thể gọi là thoát game cho tới khi các bạn đã đạt tới đỉnh cao của tới tầng thượng tầng thượng của cái tòa lâu đài này, hoặc bằng không. Windows Outside Games. No, you find it. Hoặc là các bạn sẽ được người ở bên ngoài lôi cái nerf gear ra khỏi đầu, đúng không? Muốn thử không? Cái nerf gear hoạt động như một cái lò V3 vậy đó, cường độ cao luôn nha, có thể phá vỡ não của các bạn. Đấy, nên là lôi đi, cho lôi đó, lôi đi. Insane đó, cứ ông ta nói là chúng ta có thể thực sự chết luôn trong cái game này luôn hả? Ấy không, đừng, nó chỉ là một cái trò chơi thôi mà. Skip đi, tôi mệt quá rồi. Đùa đó. Already witnessed more than few K with family and friends and a fellow player ignored it. Và có thể các bạn đã chú ý có một số trường hợp các bạn đã được xem một số trường hợp chia buồn với gia đình, có những người thân đã lờ đi cái cảnh báo này và tháo cái nắp gear ra khỏi đầu. Và kết quả là thật không may, tổng số 213 người chơi đã hoàn toàn bị rời, đã bị cái nào nhỉ, tắt hoàn toàn, kể cả ở Endcraft lẫn cuộc sống thực, đã mất mạng hoàn toàn, đúng rồi, đã mất mạng hoàn toàn ở cả Endcraft lẫn ở cuộc sống thực của họ. Không thể nào. Nào. Ơi, nó nói chuyện sao chó vậy ông nội? Cái này chỉ là một cái gọi là event, sự kiện gì thôi đúng không? Một cái sự kiện mở đầu thôi mà đúng không? Tôi mệt chơi keo mày quá rồi, nói chuyện lắm vào. Tất cả những cái real world body, cơ thể thật của các bạn có vẻ đã được chuyển tới bệnh viện rồi, cùng với cái nerf kia. Nên là các bạn cứ thoải mái đi và tập trung vào việc phá đảo trò chơi này. Thiện muốn phá đảo trò chơi này luôn hả? Có nghĩa là tụi tôi có thể gọi là tận hưởng cái trò chơi mà tụi tôi bị nhốt vô trong đó luôn không? Cái này không còn là cái trò chơi nữa rồi. I also had on acquitted caution for the world of Sword Art. No. Tôi cũng hy vọng là các bạn sẽ xem trò chơi này, xem cái
khó dịch quá. Thế giới xóa online này chính là thế giới thứ hai của các bạn, một thế giới thực khác của các bạn. Khi mà HP của bạn về không, cơ thể cái nhân vật của các bạn sẽ được loại bỏ hoàn toàn khỏi trò chơi, và cùng với mai tâm trí của các bạn cũng đi theo nớp kia. Chỉ có duy nhất một cách để thoát khỏi trò chơi này: leo đến tầng 100 của Endcraft, hạ gục con boss cuối cùng và chiến thắng trò chơi, phá đảo trò đó. 100 tầng thiệt luôn á, làm sao mà chơi được? Ở beta chưa ai chơi được tới đó luôn. Và trước khi tôi đi, Proof You đã được cho phép tôi chứng minh thế giới này thực sự là thế giới thật của các bạn. À đúng rồi, sao có một cái gương hiện ra, cái gương mặt phản lại ở trong gương chính là gương mặt của thế giới thực, gương mặt của bạn là thế giới thực. Trang cho appearance thôi được rồi, không cần đâu. Thì nó sẽ cho bạn một cái lựa chọn, đó là khi mà cái gương hiện ra nó sẽ phản lại cái gương mặt thế giới thực đó, đúng không? Đó thì bạn sẽ đổi avatar để đó là thế giới thực hay không, mình chọn không. Bùm, Kirito nhìn trẻ, nhìn trẻ trâu. Hả? Sao ai cũng nhìn khác khác vậy? Khác hả? Ôi, mắt thiệt của tôi luôn nè. Ôi, anh là hạt len. Ui, Kirito đó hả? Ui, bên kia là Wanty. Wanty hả? Thật luôn. Cậu không thay đổi gì nhiều gì hết á, Koharu. Tôi cứ dùng mặt thật luôn mà. Tớ cũng không thường chơi game đâu, tớ cũng chỉ mới mua nerf gear từ cái VR shopping đây mà. Ê, cái gì? Nó không thể tìm được đồ đẹp với gương mặt giả được, đúng không? Nên là đi chơi tớ xem tao. À, đây cũng là gương mặt mà tớ thường hay sử dụng để thử đồ thực tế ảo. Với viễn cảnh ở tương lai, các bạn sẽ được thử đồ thực tế ảo luôn. Tại vì các bạn phải tới tận chỗ, tận cửa hàng để thử đồ, rồi các bạn sẽ thấy ngại khi mà không mua, đúng không? Thế giới phát triển hơn năm 2022 sắp tới rồi đó, này 29 rồi. 2022 nó sẽ có thử đồ thực tế ảo luôn, đỡ phải ngại. Hay nha. Why? À, khi mà bắt đầu beta thì game có hỏi tớ là khi bắt đầu beta game có hỏi tớ là tớ có muốn đổi thành mặt thật không, thì tớ không biết gì mà tớ cứ bấm ok thôi, khá là ngại. Tớ cũng muốn đổi nó đó, tớ cũng đã muốn đổi nó khi trò chơi nó ra mắt rồi, nhưng mà tớ muốn chắc rằng cậu có thể tìm thấy tớ một lần nữa nên là tớ giữ luôn. Không cần biết hai người bạn thế nào, mà thật sự là dễ tới mức mà phải tạo, có thể tạo được cái gương mặt thật người ta vậy luôn ha, lẹ vậy luôn. Cái gear, cái nốt gear này nó có mấy cái máy quét đồ nhạy cao mà, đúng không? Nó thể quét ngược mặt. Mấy cái nắp gear này nó có máy quét độ nhạy cao mà, đúng không? Nó có thể quét được mặt của chúng ta để mà tạo ra được cái avatar mà. À, vậy là cách nó hoạt động đó hả? Nó cũng đã đo luôn cả chiều cao và cân nặng nữa kìa. Ui, hay thế nhỉ? Bỏ đi. Bỏ đi. Dịch nhiều quá rồi, mình đã mệt lắm rồi. Mình muốn miếng nước nữa. Tôi đã tạo ra nerf gear và sort out online.
tạo ra thế giới này và bây giờ giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Đây đây chính là kết thúc của cái mở đầu chính thức của thế giới vẽ kiếm trên mạng. Những người chơi số phận này, những người chơi nụ cười của số phận nằm trong tay bạn. Quay hay nhờ, dịch hay thế. Các bạn có nhớ trong tập 1 cũng có giả gái không? Giả gái, trai giả gái, ừ, bóng giả nai, đủ trai, đủ bò. Ta nhầm đủ nai, đủ bò chứ nhỉ. Dạ sao đấy? Để sao ta bỏ qua phần này được không? Thật luôn hả? Ôi Sachi, Sachi, ê, Sachi. Không muốn chơi nữa. Mẹ ơi. Quảng trường đã chứa đầy những cái tiếng la hét, khóc lóc và hoảng loạn. Kirito nè không còn thể tìm thấy được nữa, nghĩa là hôm nay trốn mẹ nó rồi. Bây giờ thì không thể về nhà được nữa, ta bị nhốt trong này luôn rồi, nhốt luôn rồi. Koharu ngồi xuống trong yên lặng. Cái thực tại này bào rút đi niềm hy vọng của tất cả mọi người. Koharu nè, ổn không? Chắc là không đâu ha. Wati, kéo Koharu dậy phủi chứ nè. Người ta không có thể mà gọi là nghỉ ngơi nhiều được đâu. Tìm cách thoát khỏi cái quảng trường này. Xong chưa vậy, cho tôi chơi đi. Thế sao rồi Koharu? Ổn hơn chút nào không? Kirito đâu rồi? Đi mất tiêu rồi, trốn rồi. Làm gì làm đi. Hiểu rồi. Tôi nghĩ là ta sẽ phải, tất cả chúng ta sẽ phải mạnh mẽ đứng dậy đúng không? Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu nhé. Không sao. Cảm ơn. Chỉ là cái ý nghĩ mà bị kẹt ở đây nó hơi bị lớn, khó chịu. Bởi mà cái này họ biết nè. Argo, cho những bạn nào chưa biết thì Argo chính là người bán thông tin cho Kirito ở cái tầng mà nhắn sinh để hồi sinh cho Sachi. Bạn có thể xem lại tập đó. Quay đi từ đâu ra hả? Nhóm này từ đâu ra vậy? Từ đó đây. Bây giờ mình hết giọng để mà mình làm cho Argo luôn rồi đó. Từ đó đây. Từ đó đây. Được không ta? Từ đó đây. Được khoảng thời gian rồi. Mấy người là cái người tới sau thì có đó. Cái quý ngài samurai nha. Xin lỗi. Tôi cũng không phải là samurai nữa, tên là Clan. Còn cô là? Tôi là Argo. Hân hạnh được gặp. Chị này cũng khá là điên rồ mà đúng không? Trong cô cũng như là không quan tâm nó lắm vậy. Nhìn thấy tất cả mọi người hoảng loạn lại làm cho tôi cảm thấy tập trung hơn. Nhưng mà nhìn anh kìa, giúp người ta nữa. Ở đây cũng đâu có gì nhiều để tôi làm được đâu. Còn cái anh kia nữa, when ready to work, còn một anh khác nữa, anh đi farm luôn rồi. Nên là tôi cũng đâu có thể ngồi đó mà khóc sướt mướt được đúng không? Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ phải đi gặp mấy người bạn của tôi để mà chắc là họ đã quay trở lại cái plaza rồi, ở quảng trường rồi. Hả? Anh đi hả? Tôi đã biết những người chơi này từ những cái game trước rồi. Và họ cũng người chơi mới trong cái game này, không thể bỏ họ về được. Tất nhiên rồi. Nè, đừng có cái vẻ mặt như vậy. Cứ bình tĩnh. Cứ gọi cho tôi
Hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy cần. Hãy gọi cho tôi bất cứ nào mà có thấy cần. Tôi sẽ tới ngay thôi. Có khi mọi người không tin được đâu, nhưng mà tôi sẽ lập một cái guild với những người bạn của tôi. Tôi sẽ có mặt bất kỳ khi nào các bạn cần. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, Clay. Ok, gặp lại sau nha. Ôi, tôi dịch cái này nãy giờ chắc nửa tiếng hơn rồi đó. Hơn nửa tiếng, cả tiếng đồng hồ đó. Tôi không thể tin được. Như một cái ác mộng như luôn á. Nè, không may là chúng ta không thể dậy được nữa rồi. Hai người có kế hoạch gì không? Không kế hoạch gì hết luôn. Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tớ còn không hiểu về cái game này nữa. Có ai ở ngoài trò chơi có thể giúp chúng ta không? Đã một khoảng thời gian chúng ta bị nhốt trong này rồi mà ha. Nếu mà có bất cứ ai có thể đăng nhập vào để giúp chúng ta thì chắc họ đã làm vậy rồi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Em kẹt kẹt ở đây luôn hả? Nè đừng có hỏi tôi, hỏi tôi biết gì đâu. Tất cả những gì mà tôi biết bây giờ là phải hạ cái level 100. Thẳng game này, phá đạo game, vậy thôi. Nếu mà không ai có thể giúp được thì chắc là đó chính là cái đường thoát duy nhất thôi mà, đúng không? Xin lỗi ông. Kẹt, chắc là ta nghĩ là chúng ta sẽ kẹt thế này cả đời đó. Đừng có như vậy. Bỏ đi, mình dịch thế này mệt quá rồi. Không còn sức để dịch nữa luôn rồi đó. Nó quá mệt mỏi cái này rồi. Nó cũng xong rồi đó. Cuối cùng nó cũng xong rồi. Và nó sẽ còn giới thiệu hướng dẫn này nọ các kiểu nữa. Mình sẽ cố gắng cho tới khi nào nó có save, nó có lưu gì đó mình thoát, mình dừng ngay lập tức luôn. Nó dài quá rồi. Vậy có lẽ mình sẽ cắt cái này ra những tập nhỏ nữa. Chứ một clip dài quá thì edit cực. Mình sẽ cắt clip nhỏ ra. Ok, được chưa? Ngon. Rồi, được rồi đó. Cuối cùng. Panel mission nữa. Cái này mình sẽ giới thiệu nó sau. Tôi sẽ có Arcana Gem. Panel mission. Rồi, another reality, thực tại khác. Panel mission. Rồi, ok. Thì đó, đây sẽ là tập 1 của series Sword Art Online Integral Factor. Thì nếu mọi người thích video này của mình sẽ hãy nhớ like, share với mọi tiếng hơn, chứ là động lực cực kỳ lớn cho mình làm những video hay hơn ấy. Ok, bye bye mọi người, mối cái mình chờ tất cả mọi người. Bye bye. Mệt lắm rồi, dịch nãy giờ. Khoan, game này có nút thoát không? Ừ, có. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's